Mẹ nấu xong rồi à mẹ? Ôi, vừa xong rồi, chín nát thì là mất điện. Cơ muộn. Hôm qua nhà này còn ít là bổ nốt rồi, tao ăn được. Làm cái gì đó? Cho phát nữa. Đấy, cho phát nữa bác ạ. Quay chở cá à ông? Chở là nhỏ lắm rồi, hai lần. Ngon thế nhỉ? Đấy, chở cá ngon đấy. Cái cá hôm trước đấy gì không? Đấy, ông làm chở cá ra. Ngon lắm, mịn lắm rồi này. Quá ngon. Mịn không ông? Mịn không? Không xay lần nữa cho nó hết cái xương răm. Không còn tí nào. Sao kìa? Thôi được rồi. Được rồi, biết được đổ hết không? Đổ hết bà. Đổ hết. Của người ta chỉ có 10% thịt đằng này, bà ấy cho thế này đến 30% thịt. Tức là thịt đấy không phải xay nữa hả bác? Không phải xay lại. Đó sống cái kia kìa. Xay rồi. Anh Cường ơi. Thế này coi cá. Này làm tí rau thơm nữa là ngon rồi. Rán lên. Xương cả trước. Quá ngon rồi. Tiền rau rồi mà. Nhờ. Rau giờ đâu? Rau mất mẹ 30.000. 30.000 tiền thì hết có 50.000. Thịt 50.000, rau 30.000. Rau 50.000, rau xong. Đúng rồi, thịt phải xay thêm, xay thêm gần nữa này. Thịt nhiều hơn cả cá. Chào ngã ngã. Bóc kèo. Xay. Chào ngã. Chào bạn đâu.